À, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi tuổi Mão tháng 8 âm lịch năm 2020 về phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe. Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi Mão âm lịch cho thấy chuyện tiền bạc không phải là vấn đề khiến bản mệnh phải lo lắng, nghĩ ngợi nhiều như những tháng qua. Người tuổi Mão tháng 8 này không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc, bản mệnh sẽ có thu nhập tăng tiến bất ngờ. Sự nghiệp cũng đang dần hồi sinh, mang về những tin vui nối tiếp nhau. Người làm đầu tư kinh doanh, buôn bán bất động sản hay chơi cổ phiếu thì trong tháng này hoàn toàn có thể tin vào mắt nhìn của mình, tin tưởng vào sự nhạy bén của bản thân mà kiếm được một khoản tiền lớn. Bản mệnh có thể mở rộng quy mô kinh doanh sang lĩnh vực mới, tìm cách thu hút lượng khách hàng mới, từ đó thu về lợi nhuận ở mức tốt hơn. Nói chung thì dù là làm công ăn lương hay làm kinh doanh thì tài vận của tuổi Mão trong tháng 8 âm đều khá lý tưởng, không cần phải lo lắng quá nhiều. Trong công việc, bản mệnh cũng gặt hái được không ít thành công. Nên lưu ý dành thêm thời gian cho các mối quan hệ xã giao, giữ hòa khí với đồng nghiệp để dễ dàng hợp tác làm việc trong tương lai. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi Mão âm lịch sự nghiệp. Bạn là con giáp có bước đột phá trong 6 tháng tới bất chấp khó khăn của khủng hoảng kinh tế. Vận trình sự nghiệp của bạn đang có dấu hiệu tăng tiến trong thời gian này. Bạn có những đánh giá chuẩn xác hơn, ra quyết định dứt khoát hơn, mang về nguồn lợi nhuận đáng kể cho công ty, nhận được sự tín nhiệm từ mọi người. Trong công việc bạn nên nhớ giữ chữ tín, luôn đúng hẹn thì sẽ luôn được đối tác ưu tiên khi lựa chọn trong làm ăn. Thậm chí bạn có thể chịu thiệt một chút nhưng miễn là đảm bảo chất lượng, thời gian cho họ thì điều bạn nhận được về đó là niềm vui cùng rất nhiều lợi ích lâu dài về sau. Nếu có cơ hội, cứ mở rộng mối quan hệ, mới đầu có thể chưa hiểu nhưng khi trở thành người bạn thân thuộc, có thể tin tưởng nhau thì việc hợp tác trong công việc cũng nhờ đó mà thuận lợi hơn. Hứa hẹn là tài ngoại giao sẽ mang đến cho bạn những cơ hội bất ngờ cho sự nghiệp thăng hoa. Với những lĩnh vực mới đừng ngần ngại tìm hiểu, biết đâu một cách cửa khác tuyệt vời hơn đang mở ra trước mắt bạn đấy. Đừng chần chờ quá lâu kẻo bỏ lỡ vận may đang tới bạn nhé. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi Mão âm lịch tài lộc. Tình hình tài chính của con giáp tuổi Mão tháng 8 năm 2020 đánh dấu giai đoạn rực rỡ khi bản mệnh bắt đầu thoát khỏi được những khó khăn trong những tháng trước đây. Bản mệnh bắt đầu hạn chế việc mua sắm, tập trung vào việc tiết kiệm để chuẩn bị cho những kế hoạch dài hạn về sau. Chẳng mấy ai đủ may mắn mà tự nhiên có một khoản tiền lớn nếu không tiết kiệm, vì thế, bạn nên kiên trì với việc này, đừng đợi có nhiều tiền mới nghĩ tới thì quá muộn rồi. Nói chung thì dù người tuổi Mão đang là người làm ăn kinh doanh hay đơn giản là làm công ăn lương thì đều rủng rỉnh tiền tiêu trong thời gian này. Bạn thoát khỏi được những lo lắng tiền bạc, không còn phải lo toan nhiều như trước nữa. Việc đầu tư của nhiều người cũng rất có lợi trong thời gian này, tuy nhiên, với các khoản đầu tư mới với những lời hứa hẹn hay ho không nên vội vàng. Bạn nên bình tĩnh phân tích thiệt hơn và nên ưu tiên những hạng mục đầu tư có ích cho xã hội mang lại lợi nhuận dài lâu. Thế nhưng sự xuất hiện của tỷ kiên cũng đòi hỏi bản mệnh phải cẩn trọng vì có những kẻ xấu đang lợi dụng tiền bạc của bạn nữa đấy. Chớ nên cả nể mà cho vay số tiền lớn, bạn sẽ không có cơ hội đòi lại được chúng đâu. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi Mão âm lịch tình duyên. Đã từng có lúc bản mệnh bỏ bê mọi thứ để tập trung cho sự nghiệp nhưng may mắn là tháng 8 năm 2020 này giai đoạn căng mình với sức ép công việc đã tạm lui. Ngay lúc này, con giáp tuổi Mão cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và chăm sóc thế giới cá nhân của mình. Các mối quan hệ trong tháng này nói chung đều có bước tiến tích cực, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.
Mặc dù bạn từng không kỳ vọng quá nhiều nhưng mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp theo một cách nào đó. Với những cặp đôi nếu cảm xúc đôi bên dành cho nhau đã chín muồi, có lẽ bạn nên chuẩn bị tinh thần cho nấc thang mới của tình yêu. Riêng với những ai đang còn độc thân, có lẽ tháng này trái tim bạn sẽ rộn ràng lắm đấy. Bản mệnh đừng nghĩ quá xa xôi, nếu có cuộc hẹn nào phù hợp hãy mở lòng mình ra, xem cuộc gặp gỡ đó như là cơ hội để hiểu thêm về cuộc sống của ai đó mà bạn chưa từng biết tới. Hãy tận hưởng cuộc hẹn với đồ uống đẹp mắt, đồ ăn ngon, quán đẹp. Theo cách của bạn, nhờ hữu bật chống đỡ lại các hung tinh nên hứa hẹn bản mệnh sẽ gặp được nhiều người tốt, xây dựng được tình cảm tốt đẹp. Nếu chưa thể bén duyên ngay bây giờ thì đó vẫn có thể là mối quan hệ tình cảm tốt đẹp trong tương lai. Bản mệnh không việc gì phải quá vội vàng cả. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi Mão âm lịch sức khỏe. Ảnh hưởng của tứ hành xung nên sức khỏe của con giáp tuổi Mão không thực sự được đảm bảo. Dù bản mệnh rất ý thức trong việc cải thiện sức khỏe trong tháng 8 năm 2020 âm lịch này nhưng xem ra chưa đúng cách. Lời khuyên là bản mệnh nên linh hoạt hơn trong quá trình thực hiện. Hơn nữa, bạn phải chọn lọc những gì mình nghe, đừng ai nói gì cũng vội áp dụng kẻo gây ra tác dụng ngược đấy. Bạn không cần phải quá nghiêm ngặt thực hiện các chế độ ăn với công thức dinh dưỡng quá dập khuôn mà phải bỏ đi thực phẩm yêu thích. Thay vào đó, nó cho bạn cảm giác tuyệt vời về ẩm thực có nhiều năng lượng mà vẫn đảm bảo sức khỏe. Những ai đang giảm cân chớ nên bỏ bữa vì bạn sẽ rất đói và lúc bạn không kiểm soát được sẽ có tâm lý ăn bù cho thỏa. Đó là nguyên nhân khiến kế hoạch của bạn bị đổ bể đấy. Dù sao bạn vẫn phải đảm bảo ăn đủ bữa, đừng ăn quá nhiều và cũng đừng để cho bụng quá đói, nếu có thể nên ăn các loại hạt để vừa đủ năng lượng vừa có cảm giác no lâu. Ngoài ra, bản mệnh nên hạn chế ăn đồ ngọt như bánh ngọt, sữa, trà sữa. Vì đó chỉ là những đồ ăn vặt gây hại cho sức khỏe của bạn mà thôi. Nếu có thể bạn nên pha loại nước phù hợp từ nhà để mang theo bên mình, hạn chế việc mua đồ uống nhiều đường. Kích hoạt vượng vận cho người tuổi Mão. 1. Tân Mão, Mộc Nam Kế Đô, Nữ Thái Dương. Khẩu quyết: công việc thuận lợi nhưng vẫn cần đề phòng kẻ tiểu nhân gây rối. Quý nhân: Hợi, Mùi, Tiểu Nhân, Dậu, Thìn, màu sắc may mắn tím, trắng. 2. Quý Mão, Kim, Nam Thái Bạch, Nữ Thái Âm. Khẩu quyết: được nhiều người tín nhiệm, giao phó việc quan trọng. Quý nhân: Tuất, Dần, Tiểu Nhân, Tý, Ngọ, màu sắc may mắn tím, hồng. 3. Ất Mão, Thủy, Nam La Hầu, Nữ Kế Đô. Khẩu quyết: cả nể không soi xét chi tiết sẽ làm hỏng việc lớn. Quý nhân: Thìn, Hợi, Tiểu Nhân, Dậu, Tý, màu sắc may mắn vàng, xanh dương. 4. Đinh Mão, Hỏa, Nam Kế Đô, Nữ Thái Dương. Khẩu quyết: dù không quá giàu nhưng chí khí quật cường ai cũng phải nể. Quý nhân: Mùi, Tuất, Tiểu Nhân, Thìn, Ngọ, màu sắc may mắn trắng, xám. 5. Kỷ Mão, Thổ, Nam Thái Bạch, Nữ Thái Âm. Khẩu quyết: cuộc đời hanh thông khi bạn biết đủ, không quá tham lam. Quý nhân: Dần, Thìn, Tiểu Nhân, Mão, Tỵ, màu sắc may mắn, đỏ, trắng.